Chào mừng cô bác chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Sưởng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cái dòng máy đánh bột của thương hiệu Haloxy. Dòng này thì hỗ trợ cho những anh em mà làm sơn nước này, hay là quầy bột trét, quầy hồ dầu, hoặc là mình có thể quầy hồ để đúc chậu cũng được luôn. Đây, cái dòng máy đánh bột của thương hiệu Masaki của anh chị. Dòng này thì đến 1150W của anh chị và tốc độ là 1100 vòng trên 1 phút, sử dụng điện là 220V cho đến 230V. 5 đến 60Hz trong khoảng điện mà 220V ở gia đình là xài là tuyệt vời rồi các bạn chị ạ. Riêng về cái dòng này chuyên về đánh bột thôi các bạn chị, nó không sử dụng cái đầu khoáng nhé. Anh em mà đánh bột thì cứ gắn cái này vô, nó chuyên dùng cho mọi đánh bột và đánh hồ dầu, quầy bột két, hoặc là những chị em mà làm bột mì, làm bánh, mình có thể sử dụng cái này và đổi cái cây này sang cái cây inox để mình sử dụng để đánh bột hoặc đánh những cái thức ăn gia súc là rất là tuyệt vời luôn. Này mà sử dụng mà những chị em mà làm cám thực phẩm ấy là dùng cái con này rất là nhiều luôn, bởi vì nó chuyên dùng để đánh làm đều những vật dụng mà mình cần đánh như bột két hoặc hồ dầu hoặc là bột thức ăn gia súc thực phẩm đều có thể làm được nha. Cái dây nguồn mà sử dụng tầm 2m của anh chị, nếu mà mình cần dài mình có thể nối thêm một cắm. Nhà sản xuất cho chúng ta là tầm 2m thôi. Ở cái tay cầm thì các anh chị thấy không, được bọc su ở bên ngoài này, cao su non nhá, rất là mềm mại luôn, để chống trơn trượt khi mà các anh chị làm việc trong môi trường ướt hoặc là có mồ hôi tay, mình không bị trơn trượt nhá. Có khóa công tắc này các anh chị. Đây, khi mà các anh chị muốn máy nó hoạt động mà không cần bấm công tắc, mình cứ bấm công tắc và giữ cái nút này vô, nó sẽ khóa công tắc. Rồi, vậy là sử dụng thôi. Khi nào muốn nó ngừng, mình bấm tiếp một cái nữa vào công tắc, nó sẽ nhả ra, ngừng máy nhá. Dòng này thì ở hai ổ thang, ổ thang là ổ thang bên ngoài để anh chị em dễ thay thế luôn, nhưng mà nó bọc một bát nhựa bên ngoài để bảo vệ cái ổ thang không bị ẩm ướt hoặc là bụi bẩn vào bên trong ảnh hưởng đến cái động cơ nhá. Có cánh quạt ở đằng trước này luôn, đây cánh quạt để làm mát đảm bảo tuổi thọ cho động cơ. Phần đầu mà được thiết kế để sang một cái nhông chuyền, thay vì cái dòng này nó hoạt động công suất của nó là 11.000 vòng của bán chị, nó chuyển sang cái đầu nhông này. Đây, nó qua một cái nhông này, đây các bán chị thấy không, cái phần nhông chuyền ở cái phần đầu này nó làm chậm chỉ còn 1.100 vòng thôi. Thì qua chậm mà giống như các bạn chị đang đi xe cũng vậy, cái xe mà từ số 1 cho đến số 4 thì số 4 tất nhiên nó sẽ chạy nhanh hơn, nhưng mà nó lực tải nó sẽ yếu hơn. Khi các bạn chị lên dốc mà lên số 4 là đi vào lòng đất ấy, nhưng mà nếu mà đi ở số 1 thì nó sẽ cứ vậy, nó bò rất là khỏe luôn. Thì cái dòng này nó cũng giống như vậy luôn, nó qua một cái nhông chuyền, một cái số chậm ở đây để các bạn chị sử dụng. Nó chậm nhưng mà mạnh, phù hợp với đánh bột. Thì khi mà máy mà nó chạy cả 11.000 vòng thì nếu mà sử dụng qua cái này nó cũng chạy được, nhưng mà nó bay ra ngoài hết và nó lực tải nó kém. Ở đây nó làm chậm lại thì lực tải nó sẽ mạnh hơn, và các anh chị khi mà đánh bột, đánh hồ, đánh bột trét nó sẽ không bị bay ra ngoài nhá. Đó là một điểm cực kỳ ok luôn các anh chị. Các anh chị thấy không, thông số ở trên đây thì em lúc nãy em đọc, thì các anh chị về cần tham khảo thêm thì mình có thể tham khảo này. Đây các bạn chị, đuôi chuột này. Đây, cái đuôi chuột này nó hỗ trợ cho những chị em mà làm, thí dụ như mình lỡ tay nó giặt đúng không, là cái này nó cố định được cái phần dây ở đây, nó không bị gãy, bị đứt ở đây. Nó không phải là không bị gãy mà nó sẽ giảm bớt cái khả năng gãy đi cho cô bán chị luôn. Khi mình sử dụng nó có cái này nhá. Ok chưa? Nhưng mà ở dây mà mình nếu mà nó chặt mạnh quá thì nó cũng có thể đứt, nhưng mà có được cái này thì nó sẽ giảm đi ít nhất phải được 5 đến 70% khả năng đứt dây. Rồi về cái phần đầu thì như này em đã nói, phần này là nó qua một cái nhông chuyền, tất nhiên là nhông nó là nhông bằng thép, nó mới chịu được cái lực tải cửa đó. Từ 11.000 vòng mà nó xuống còn 1.100 vòng thì cái nhông này là bằng thép toàn bộ nha. Ở phần đầu thì quán chỉ thấy không, nhìn nó vậy nhưng mà nó sơn tình điền ở bên ngoài này, phần đầu là hợp kim nhôm nhá. Đây, hợp kim nhôm hết toàn bộ. Đây có quán chỉ thấy không, gắn phe để giữ đầu thôi này. Nhôm hết toàn bộ và nhông bên trong là bằng thép, để chịu được một cái lực tải từ 11.000 vòng mà xuống còn 1.100 vòng. Đó, chỉ với 1/10 thì quán chỉ thấy cái nhông này là nó chịu lực rất là mạnh nha. Nó tải cực kỳ ok luôn. Rồi, máy thì được đi kèm theo một cái cây như vậy của thương hiệu Masaki và được bảo hành cũng 8 tháng cho quán chỉ yên tâm sử dụng. Có đầy đủ nha, tay nắm, tay sắt, tay nắm khi mà quán chỉ làm việc những cái vật dụng mà mình khuấy đặt rất là đặc thì mình có thể sử dụng cầm cả hai tay như vậy nhá.
Còn mà một tay thì mình quấy lỏng lỏng thì những anh em mà tay chân khỏe khỏe thì mình có thể cầm một tay được. Nhưng mà cái này nó trang bị chúng ta hai tay luôn, rất là chắc chắn luôn các bạn chị. Vậy là gắn cây vô là đánh thôi, không có lo gì cả. Còn khi mà mình di chuyển thì mình có thể cầm ở trên đây mình xách đi. Cái này mình có thể xoay được nha. Đó, các bạn chị thấy không? Nhiều khi những anh em nói về cái này nó bị hư không, cái này là mình nó giúp cho anh em xách được, xoay được luôn. Rồi bây giờ Minh Châu sẽ ghim điện để các bạn chị tham khảo về cái tiếng máy và cái tốc độ của máy nha. Đây. Đó, nó giảm được cái nhông truyền xuống còn 1100 vòng trên 1 phút này. Rất là chậm luôn. Anh em đánh hồ dầu, đánh bột, đánh thực phẩm không bị bay ra ngoài này. Đây em gắn cái cây vô luôn để mọi người nhìn nó rõ hơn. Đây em gắn sơ thôi nhé. Còn nếu mà anh em làm việc thì nên siết cứng, lấy cái khóa siết này lại. Đây. Đó. Vì em gắn nó chưa cứng cho nên nó hơi lục lạc. Đây. Nếu mà anh em làm việc thì mình gắn cứng lại để cho nó cố định hơn và chắc chắn hơn nhé. Rồi một con máy như vậy được bảo hành 8 tháng và giá bán tại cửa hàng máy sưởi Minh Châu là 750.000 cho một con máy như vậy nhá. Bảo hành 8 tháng luôn. Quán chị yên tâm mà sử dụng luôn quán chị ạ. Rồi quán chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy sưởi Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình nhé. Và quán chị đừng quên những đăng ký kênh và những chuông theo dõi để những video sau mà Minh Châu lên phù hợp dòng nào thì ủng hộ Minh Châu nhé. Rồi video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quán chị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quán chị.